một chất âm của phần nghe nhạc của cặp loa rất là mềm mại mượt, đặc biệt nó có kiểu dáng cân đối rất đẹp, chất âm sáng, tiếng tép sáng và tiếng nó có cả tiếng bass đầy đặn. Đấy, đặc biệt là cái lời mic của cái dòng loa và thấy nó phê rồi, alo tiếng nó sáng sảng à, và nó rất là đầy đặn. Đấy, cặp loa thì phải nói là cực kỳ đẹp, nô sản phẩm này. Đấy, em cứ thế này lau qua đi nhé, đây rẻ ướt đây, em vừa lấy rẻ ướt để em lau. Vừa lau qua bát là nó xong. Đấy. Lô sản phẩm mà em chỉ lau qua là các bác có thể nhận hàng. Nó quá là đẹp, quá là chất lượng. Tối ngày hôm qua em lại. Đấy, bên trong này em chưa lau kỹ các bác thông cảm nhé. Đấy, còn loa thì mỹ mãn, xuất sắc và giá thì tình yêu. Giá có 5 triệu 500 nghìn thôi. Qua thế nó ngọt ngào chưa? Giá ngọt này, chất âm ngọt ngào. Và thông báo với các bác từ sáng giờ là bây giờ là đôi thứ 7 rồi các bác. Nhanh tay lên các bác ơi, chỉ còn 20 đôi nữa rồi các bác nhá. Dừng video ở đây để anh em test thử những cặp loa BB850C, những cặp 450 và những sản phẩm khác như BK. Sáng ngày hôm nay sẽ chuyển về Việt Yên. Đó, bác lấy 3 cặp. Đấy, bác lắp cho phòng trà rồi gửi đi các tỉnh Vĩnh Phúc rồi thì Tuyên Quang. Các bác cũng lấy rất là nhiều BK bên em. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Rồi.